các bạn chơi cá biển còn chuẩn bị một cái số các dụng cụ như sau. Đầu tiên là thức ăn cho cá biển. Thức ăn cho cá biển. Đèn để chơi cá biển. Đèn này có giá trị, đèn này ở đây là dùng là loại Spectra, giá thì tung hoành khoảng 1 triệu. Một cái skimmer để có thể là đánh lọc protein. Chắc cỡ này khoảng 1 tháng chưa thay. Một cái đợt quạt để thổi gió, đo nhiệt độ. Nhiệt độ hôm nay là 23 độ C, bạn có thể nhìn rõ thời tiết ở Hà Nội nó tương đối là mát mẻ để chơi cá biển. Nhưng mà để tốt nhất vẫn là phải 30 độ C. Ngoài ra đây có là vi sinh, công nghệ bản thành phần vi sinh. Thức ăn có thể bạn có thể cho thức ăn khô. Ở đây là các bạn có thể nhìn thấy Phytomix này là thức ăn dành cho các loại san hô để hải quỳ. Nhưng mà đợt này là khi nào vào mùa đông thì chúng ta có thể chơi được hải quỳ. Nhiệt độ nói chung phải từ 23 đến 27 độ có thể chơi được. Nhìn rõ đây là các bạn có thể trông rõ đây là năm châm cọ bể, cái này dùng rất là hiệu quả đấy nhân với cá biển. Hệ thống đá sống san hô. Đối với chơi cá biển quan trọng nhất đó là gì, đo độ mặn và nhiệt độ. Thì đây chúng ta sẽ có cái dụng cụ đo độ mặn của Haibo. Nhưng cái điều độ mặn này thì mang tính tương đối, khi nào muốn chơi thì bạn phải chơi cái loại mà ống đo độ mặn. Thiết bị đo độ mặn, cái này giá thành khoảng 600-700, bạn có thể đo được cái độ mặn ở đây, cho nước mặn vào đây, nhỏ vào đây là bạn có thể đo được độ mặn. Đây là dụng cụ tối thiểu để chơi cá biển. Hệ thống này thì gồm cái bể cá có kích thước khoảng 60x40, hệ thống chân đế, hệ thống lọc thì bạn dùng lọc thác hoặc quan trọng nhất là có thể dùng lọc đây chúng ta dùng hệ thống lọc vách rất là tiện, máy bơm lọc vách. Skimmer thì có cũng được nhưng tốt nhất là nên có cái skimmer, vì ở đây chúng ta không dùng được cái lọc hệ thống ở cái chân đế dưới, cho nên ta sẽ dùng lọc skimmer ở dưới. Hệ thống tủ, hệ thống san hô đá sống, cái này thì ít nhất khi nào phải dùng trong khoảng 1 đến 2 tháng này bạn. Hệ thống cá biển các bạn dùng như là đây, hệ thống để thức ăn cho cá biển Victor. Phyto. Và đây là Việt BioS. Hệ thống này là hệ thống để cho bạn dùng cho bệnh bể khi mới setup trong 1-2 tháng. Và đặc biệt rất quan trọng đó là khi bạn phải có dùng cái hệ thống đo độ mặn. Tuy đắt mà sắt ra miếng, vì khi đo độ mặn thì ở đây chúng ta có thể thấy bằng mắt cơ học nhưng cái độ chính xác không cao. Vì cái nồng độ cá biển của bạn đây là từ 0.24 trên 0.23, nhưng mà độ mặn này không hoàn toàn không chuẩn xác, phải đo bằng một cái hệ thống độ mặn này. Cách đo thì cũng rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ nhỏ một giọt muối, nước muối biển của cái hệ thống ở đây, và dùng hệ thống nước biển muối biển cho một giọt vào đây. Nếu mà trong trường hợp là cái độ mặn đạt từ 0.26, cách bạn nhìn vào trực tiếp vào cái lỗ này đây, bạn ghé mắt vào tận góc cái này. Ở đây bạn sẽ khi mua thì người bán sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng, cũng rất đơn giản thôi. Cái này nhưng mà cái thiết bị này nếu bạn không có thì gần như là cá biển bạn sẽ nuôi sẽ được bao nhiêu thì cũng lên chảo hết. À, tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế. Như thế là bạn quá chuẩn rồi. Chỉnh là lại mất chuẩn. Luôn cho các bạn một cái này rất là nhỏ nhưng có võ, đây là cái amino vitan, đó là bổ sung cho cá biển về khoảng các vitamin, các cái để tăng sức đề kháng cho cá biển. Hệ thống cá biển cũng rất đơn giản thôi. Nếu các bạn chỉ có chơi biết cách chơi thì cũng có thể xây dựng được hệ thống cá biển cho chính bản thân bạn.
một cái bể nhỏ này chi phí cũng không có đáng mấy, nếu khoảng từ 10 triệu đổ xuống cầu kỳ hơn các 15 triệu. Đây là hệ thống điện dành riêng cho tàu cá biển. Hệ thống skimmer có thể bạn mua để cái loại này để trên, sau thời gian sử dụng bạn thấy không, đánh bọt rất hiệu quả. Nhưng lâu không thay thì hệ thống nước nó đã sang màu của tảo rêu xanh. Cá biển thì bạn để đây mình chơi là đây, những con quỳ mình chơi từ một năm ngoái đến nay nó cũng không còn được khỏe lắm, yếu rồi. Có thể đến Tết mình sẽ chơi mấy con quỳ mới. Hệ thống cá biển này cũng là tương đối đơn giản, setup cũng đơn giản nhanh thôi các bạn. Các bạn nhìn thấy cái đây cái máy thổi luồng để tạo cái luồng sóng biển đấy. Bể mình lâu lắm chưa thay nên nước nó cũng tương đối là không còn được trong lắm. Hệ thống đèn này các bạn có thể chỉnh được cái chế độ khác nhau, chuyển thành màu trắng, bạn nhìn thấy không, là chỉnh đèn để lệ thống màu trận điện đèn màu trắng. Có thể chúng ta để tăng đây là chuyển hệ thống đèn màu xanh để kích vào đây thôi. Chuyển hệ thống đèn màu xanh. Các bạn có thắc mắc gì thì comment mình bên dưới, mình sẽ hướng dẫn và giải đáp cho các bạn nhé. Nó là của Việt hay là của đủ cả? Đợt này ơi, nhưng mà đợt này đang dịch vẫn chơi cá về được à? Cá về thì bán xong chút là gì rồi. Lại đó.